Đây các bạn ơi, bên em lại với về cho các bạn cái mẫu là Tota Atit, là cái form cuối cùng của dòng Atit đời 2007 đây anh em ơi. Thì xin giới thiệu anh em, đây là một cái mẫu Tota Atit mà nó trang bị động cơ 1.8G anh em nhé. Là xe được trang bị một túi khí phanh ABS và động cơ VVT-i. Và cái chiếc xe này thì nó được trang bị 4 mâm đúc cũng như là nó trang bị là ABS 4 bánh quanh xe các bạn nhé. Và một chiếc xe rất là chất lượng ở cái phân khúc là Atit này. Thì bên cạnh đây thì em có hai con, một con biển Hà Nội và một con biển Thái Nguyên. Thì con biển Thái Nguyên là màu đen, con biển Hà Nội là màu bạc. Thì anh chị nào mà quan tâm với cái mẫu xe này ở cái phân khúc này, chiếc nào thì các bạn liên hệ ngay cho em để sở hữu xe. Bởi hai cái chiếc Atit này thì cùng đời 2007 anh em nhé, cùng sản xuất năm 2007, mang tên đều là tư nhân, biển là thành phố Thái Nguyên và biển thành phố Hà Nội. Anh em nào ở tỉnh thì mua con này rất hợp lý anh em này, bởi vì cái con này thì về tỉnh nó hợp lý, và con này ở Hà Nội thì anh em ở thành phố lớn như Sài Gòn hoặc là Hà Nội mua con này thì hợp lý hơn, bởi nó không mất tiền biển anh em nhé. Còn là con này về Hà Nội thì nó ngược, nó mất tiền biển đấy. Và em bây giờ thì hôm nay em sẽ làm chi tiết cụ thể là cái con Atit 207 này, là màu đen này anh em nhé, để cho anh em chiêm ngưỡng. Sau đó em sẽ làm cụ thể cái con này sau anh em nhé. Đây em quay sơ lược thôi. Đấy, để em quay sơ lược một tí cho anh em quan sát cái con 207 màu này cho anh em này. Đó, một chiếc xe đẹp đây anh em nhé. Và bây giờ em sẽ trở lại video là em quay cái con 2007 màu đen biển thành phố Thái Nguyên cho anh em quan tâm ở cái chiếc xe phân khúc C, đó là Atit này. Thì quý vị và các bạn quan sát tổng thể một chiếc xe thì với hình thức là lớp sơn màu đen và nó được trang bị là túi khí phanh ABS. Thì xe được trang bị 4 mâm đúc cũng như là lốp, một dàn lốp gần như là lốp mới các bạn nhé, một dàn lốp mới Michelin, nó còn rất là đẹp và mới. Anh chị nào quan tâm ở cái phân khúc này nó rất là phù hợp với cái túi tiền của quý vị và các bạn. Thì cái con này thì bên em đang bán cho quý vị và các bạn là cái cửa tiền nó chỉ gọi là 205 triệu quay về cho anh em nhé. Đấy, xe thì em bao đẹp bao chất cho anh em luôn, bởi chiếc xe này thì mọi thứ nó còn khá là nguyên vẹn anh em nhé. Đăng kiểm dài, đăng kiểm nó đến tháng 5 năm 2024 anh em nhé. Đấy, em bao là đăng kiểm chuẩn cũng như là mọi thứ đồ đạc còn zin, máy gầm thì chấm hết, điều hòa mát rét anh em nhé. Đấy, anh em nào mà quan tâm ở cái phân khúc là Atit đấy, như chiếc này bên em tuyển được thì anh chị và các bạn liên hệ cho em. Với phân khúc C đó là Atit thì cái không gian ngồi bên trong nó rất là rộng rãi cho quý khách hàng nhé. Nó rất là rộng rãi bởi nó trang bị là hàng ghế, hai hàng ghế trước và ba hàng ghế ngồi ở phía sau cho khách hàng. Và đặc biệt cái không gian giải trí thì chiếc xe này thì chủ nhân đã vào được màn hình Android rất là sang trọng, và toàn bộ xe thì chủ nhân yêu thích cái màu là kem vàng kem này và đã lên là nội thất là 3D cho anh em. Đó, xe sản xuất năm 2007 anh em nhé. Đấy, biểu tượng Atit mọi cái còn nguyên. Đó, đặc biệt thì nội thất rất là đẹp sang trọng anh em này, toàn bộ xe thì đã được lốp ốp vân gỗ hết các bạn nhé. Đấy, anh em nào quan tâm ở cái phân khúc này rất là đẹp như này thì quý vị và các bạn liên hệ ngay để sở hữu xe, một chiếc xe mà theo em đánh giá là bên em tuyển về là nó khá là toàn vẹn cho anh em khách hàng các bạn nhé. Đó, và bây giờ anh em nhìn cái vô lăng là biết một chiếc xe cực kỳ đẹp đây nha, vô lăng túi khí này đẹp lắm anh em ạ. Đấy, một chiếc xe mà nó còn đẹp như thế thì ở cái phân khúc này khá là ok cho quý khách hàng. Đây anh em này, thì cái mẫu Tota Atit này thì quý vị và các bạn quan sát thì nó bao cũng như bao nhiêu chiếc xe, nó là một cái phân khúc C mà được rất nhiều anh chị cũng như khách hàng là tin tưởng, và đặc biệt từ trước đến nay vẫn đang tin dùng ở cái phân khúc này thì nó đi rất là đầm anh em nhé. Và đặc biệt thì nó cũng rất là tiết kiệm xăng, chỉ rơi vào tầm 7 lít quay về ở cái mức cơ cung đường là bí và chật các bạn nhé. Cơ nào thoáng đơn thì là chúng ta đi gì nó rất ít hơn các bạn nhé. Đây các bạn này, với cái chiếc này thì nói thật với các bạn là xe thì rất là tốt các bạn ạ, bởi vì chủ nhân đã ra trông ổn đấy, cả xe đấy mọi cái còn khá là đẹp. Đó, anh em nào mà quan tâm ở cái phân khúc này thì các bạn cứ alo cho em ngay để sở hữu ngay cái mẫu Atit các bạn nhé. Đấy, đấy, biểu tượng là Atit đây các bạn nhé, Corolla. Đấy, mọi cái sơ đồ của nó rất sáng và đẹp đấy anh em này. Đấy, cái chiếc xe này thì tổng thành của xe thì em bao cho các bạn là keo chỉ nó zin tuyệt đối anh em nhé.
keo chỉ không có lỗi và không zin. Đấy, nó không có đâm va đổ ngã bất cứ chỗ nào cả. Anh em nào mà quan tâm ở cái phân khúc này, đây em sẽ cho các bạn kiểm tra. Đấy. Anh em này, cột keo keo chỉ thì nó zin hết anh em nhá. Zin đét cột keo keo chỉ luôn anh em ạ. Đó. Anh em nào mà quan tâm ở cái phân khúc này được cái mẫu xe này thì các bạn cứ alo cho em để sở hữu xe. Đấy, phân khúc đó là phân khúc C sang trọng các bạn nhé. Atit thì nó có thêm là cái rèm, các bạn lưu ý là nó có thêm cái rèm che chúng ta khi chúng ta chắn nắng các bạn nhé. Rèm chắn nắng khi chúng ta đi nắng chúng ta có thể kéo nó lên các bạn này. Đấy các bạn nhé, chúng ta kéo lên đặt lên và đặt hạ xuống các bạn nhé. Đó là cái Atit nó đều như thế các bạn ạ. Đó. Hàng ghế ngồi rất rộng rãi các bạn nhé, dành cho ba người phía sau và hai người phía trước. Đấy là nhìn rất rộng rãi, đó là bản sedan anh em ạ, là bản sedan. Tất cả mọi cái của nó zin hết anh em này. Đó. Gương của xe của nó zin hết từ đầu đây anh em nhé. Đấy nó có cái bảo vệ gương, đấy nó vẫn nguyên anh em nhìn biết rồi. Đấy, bảo vệ mặt gương, ngày xưa hay có bảo vệ mặt gương chống mất trộm các bạn ạ. Đấy anh em này. Đấy, khi mở cửa là có cái đèn sáng chống cho chúng ta va đập ở phía dưới, chúng ta nhận biết là khi chúng ta đang mở xe các bạn nhé. Đó. Anh em quan sát này, đây về tablo tâm ly của xe rất là đẹp anh em này. Đấy, anh em quan sát tablo tiên tiết rất là đẹp và màn hình thì có màn hình rộng các bạn ạ. Đấy, màn hình cam lùi rộng rãi các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe khá là hoàn tất cho quý vị và các bạn. Đấy, nó đẹp các bạn nhé. Đấy, zin hết này. Đấy, bản lề của khóa của xe này zin hết các anh em nhé. Đó, anh em nào mà thực sự đang có nhu cầu, và em nói thật với các bạn là đang có nhu cầu cần tìm những chiếc xe mà như thế này bên em, thì các bạn cứ alo cho em để sở hữu xe các bạn nhé. Đấy, đây là một cái mẫu xe mà đáng để cho quý vị và các bạn quan tâm ở cái phân khúc đó là phân khúc C. Đây thì em sẽ kiểm tra nổ máy cho các bạn kiểm tra, mọi cái rất là ok các bạn nhé. Đấy, túi khí. Đấy các bạn này. Đấy, cái bản cuối cùng này thì nó lên là vô lăng vòng và táp lô phồng các bạn nhé. Đấy, một cái rất ok luôn. Đấy anh em này. Và cái cảm biến lùi này thì người ta lắp thêm thôi anh em nhé. Đấy, nó được lắp thêm cảm biến lùi ở phía sau. Đấy này, khóa đây nó có chế độ khóa tự động anh em nhé. Khi chúng ta đi là nó có chế độ khóa tự động này. Đấy anh em này. Đấy, nó có chế độ khóa tự động anh em nhé. Khi chúng ta đóng mở, khi xuống là chúng ta phải mở cho bà con xuống. Đấy là chúng ta phải thế. Nút kính thì có kính độ chế độ là chế độ tự động ở bên lái các anh em này. Đó anh em nhé. Đó. Cái hoạt động trơn tru. Đấy, anh em nhé. Đấy, hoạt động chưa chu luôn. Em lên để cho điều hòa mát này. Đấy, anh em nhé. Và con này km của xe thì người ta đi được 18 vạn các bạn nhé. 18 vạn chuẩn km. Xe được lên màn hình Android. Rất là nhiều chức năng. Đa phương tiện để cho anh em có thể dùng. Đấy, ở cái phương diện là giải trí. Rất nhiều cái phương tiện giải trí anh em nhé. Đó, anh em nào mà thích giải trí ở cái gì thì chúng ta vào. Ở đây có cả dẫn đường, mọi cái rất là ok. Và nó có được trang bị cả cảm biến lùi các bạn nhé. Đấy, nó cảm biến lùi ở phía sau. Đấy, chiếc xe mà chủ nhân đã vào đồ và làm hết rồi các bạn nhé. Đấy, mọi cái là giờ của xe còn nguyên đây anh em này. Đấy, vẫn còn này. Tất cả các lúm công tắc của nó rất là đều và đẹp và tươi các bạn nhé. Không bị mờ bất cứ cái nào cả các bạn này. Đấy, tất cả cái này thì chủ nhân đã nhúng. Các bạn lưu ý là đã nhúng vân gỗ các bạn nhé, đã nhúng hết vân gỗ rồi, nhìn rất là đẹp và sang trọng dành cho những chiếc xe sang. Đấy, các bạn này. Đấy, cái này là người ta nhúng thôi các bạn nhé, trước là theo xe nó màu đen hết các bạn nhé, lưu ý là màu đen hết. Đấy, nó màu đen y như cái này là các bạn này, nó màu đen hết, còn đây là tất cả để chúng ta đã được nhúng lại, ra nhúng lại thôi. Đấy, có đồ xe này anh em này. Đấy, rất là đẹp đây anh em nhé. Đó anh em này, khá là ok luôn, còi rất là khoang thoáng ok. Và bây giờ thì em sẽ quay tổng thể bên ngoài, sau đó em sẽ quay đến phần máy số cho các bạn kiểm tra của chiếc xe này anh em nhé. Máy con này thì mát rưỡi rưỡi các bạn này. Và đặc biệt cái này thì nó trang bị cả là phần các bạn lưu ý là nó trang bị cả cục xòe, gương cục xòe các bạn nhé. Đó, cái mẫu Atit này nó trang bị cả gương cục xòe các bạn ạ. Đó, anh em này, rất ok. Và bây giờ em sẽ chỉnh gương cho các bạn xem là nó mức độ như nào các bạn nhé. Đấy, rất ok các bạn nhé. Và chuyển sang bên phụ này. Đấy, rất ok anh em nhé. Đấy, một chiếc xe như thế là tuyệt vời rồi, về chúng ta chỉ sẵn đổ xăng lăn bánh này là chạy thôi. Và bây giờ thì em sẽ kiểm tra cho các bạn đến phần máy của xe. Đó, xem nó có chất lượng hay không. Kính của xe thì các bạn lưu ý đây, nó toàn kính zin hết 2.7 đây anh em nhé, 2.7 đây anh em nhé, tất cả zin hết anh em này. Đó,
Đây các bạn này, những cái chiếc xe đẹp thì quý vị và các bạn quan sát từ cái tấm lỉ của xe là nó còn các bạn nhé, tấm lỉ tabi đấy, chống phản nhiệt từ dưới lên đấy, từ dưới khoang máy lên cabo đấy, khi đi chúng ta không bị nhiệt. Nhìn nó đây này đấy, và cabo của xe là cabo zin chưa chạm các bạn nhé, đấy cabo zin chưa chạm đấy anh em này, số máy số mọi đây rất rõ ràng anh em này, số máy rất rõ ràng anh em. Các bạn quan sát được từ ụ giảm xóc của xe nó rất là đẹp đây anh em nhé, nó rất là đẹp luôn đó. Máng nước tai đèn của xe còn nguyên đấy, cụm ABS chưa động chạm sửa chữa gì cả đó anh em này. Một chiếc xe đẹp và vuông vắn như thế này đấy, với cái cửa tiền rất vừa phải như cái mẫu xe bên em tuyển được mà như con Atit này thì rất phù hợp cho các bác chơi và các bác có độ tuổi ở cái tầm 50 thì chúng ta sở hữu Atit này thì không còn gì bằng anh em nhé, em nói là không còn gì bằng luôn anh em này. Một chiếc xe khá là vuông vắn và đẹp đẽ đây. Đấy, số zin anh em nhé, anh em lưu ý là số zin này, số zin cho anh em này, một chiếc xe khá là ok đó. Máy này, máy nguyên bản anh em nhé. Máy đây đấy các bạn này, đó máy đây, chiếc xe rất là đẹp đây anh em nhé, đấy đẹp như này đó. Các bác nào mà thực sự yêu thích cái dòng này thì alo em ngay và cam kết là máy không đổ hơi, không hơi thừa, không ăn nhớt các bạn nhé. Máy in đét các bạn nhé, đó em cho các bạn xem này. Đấy các bạn nhé, máy zin luôn anh em nhé. Đấy, máy nó chạy lổ rất êm luôn. Và con này thì quý vị và các bạn quan sát là xe thì còn nguyên cả cái còi chống trộm này anh em này, còi chống trộm này. Đấy, những chiếc xe còn ít lắm các bạn ạ. Máy zin đây, số zin đây anh em nhé. Đấy anh em là số zin này, anh em lưu ý đây. Đây, một cái zin hết này anh em này. Đấy, đẹp lét căng anh em nhé. Đó, anh em nào mà quan tâm cái xe này thì alo cho em ngay để sở hữu xe anh em nhé. Đấy, alo em ngay để sở hữu xe, một chiếc xe Atit này, đời 2007, đăng kiểm dài, giá chỉ có 205 triệu thôi anh em nhé. Đó, bác nào mà liên hệ, bác thích con biển Hà Nội thì đây, em có con này biển Hà Nội bạn nhé. Con này thì bao zin cho các bạn luôn, đời 2007 anh em này. Đấy, nội thất thì cực kỳ đẹp luôn đây anh em này. Đó, xe đẹp tuyệt vời anh em nhé. Đấy, cái cửa tiền lanh quanh cũng chỉ ngoài 200 cho các bạn thôi. Đấy, một chiếc xe đẹp này. Đấy, bên em tuyển cho quý vị và các bạn toàn xe đẹp thôi, con này biển thành phố các bạn nhé. Đó, anh em nào quan tâm con nào thì liên hệ em ngay để sở hữu xe. Và một lần nữa thì em sẽ kết thúc video con xe này ở đây. Thì xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi con xe này. Và xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bên em còn rất là nhiều những chiếc xe đang chờ các bạn đến để chốt và mua cho gia đình. Những chiếc xe đẹp thì các bạn mua xe nào liên hệ ngay để sở hữu xe. Đấy các bạn quan sát này, tổng thể bên em có rất là nhiều xe cửa hàng em anh em nhé, toàn xe đẹp chất lượng thôi. Anh em nào mà quan tâm thì alo cho em ngay để sở hữu xe. Và một lần nữa xin cảm ơn anh em đã quan tâm, xin cảm ơn.